các bạn nha. Chào buổi tối nha Hoàng. Hôm nay mình có chuyến đột xuất các bạn. Tự nhiên đang nằm buồn ngủ mà có cái là đói bụng quá. Thì mình xuống mình làm một cái dĩa mì xào ăn nha các bạn. Bây giờ mình không có nhiều dòng do nha các bạn. Mình giờ mình bắt nước lên cái mình trụng mì nha. Do là tối thì mình nói chuyện hơi nhỏ các bạn, để cho người khác ngủ. Phụ liệu các bạn, thì mình có sử dụng mứt cải các bạn, mình tận dụng trong tủ lạnh nha, có cái gì mình dùng cái đó các bạn. Tại vì ban đêm mà mình không có chủ động được cái rau rác, nói chung là cái rau phụ đi kèm các bạn, chỉ có nhiêu đây thôi, hành lá nè. Bây giờ cái này nó sôi các bạn, tiếp tục mình sẽ cho mì vô các bạn. Bây giờ nè, gần 11 giờ các bạn. Vô rồi hai gói nữa các bạn, hai gói kèm theo rau của cải bắp nữa là ok nha. Đây các bạn, mì mình nha, mình vớt ra. Rồi các bạn, khi mình vớt ra về nha, bây giờ mình tiếp tục mình sẽ rửa cải nha các bạn. Cái này thì xong nhiệm vụ rồi, cho vô đây rồi rửa sau. Bây giờ mình sẽ xắt cải mình rửa nha. Xong các bạn, thì mình rửa xong nha, tiếp tục. Rồi, mình sẽ làm nước sốt nha các bạn. Tiếp tục là cái hũ mỡ nha các bạn. Mình ít xè dầu các bạn. Sau khi mỡ nóng rồi các bạn, thì mình sẽ tiếp tục. Đấy, mình sẽ tráng nha. Rồi mình sẽ cho cải vô nha các bạn. Nước lên nè. Nước bột ngọt nè. Nước muối nha các bạn. Mình làm lớn lớn nhẹ nhẹ nha các bạn, đừng có mạnh quá nha. Để nó hồi mình còn nè. Hồi mình còn có cái nước tương riêng nữa nè. Rồi tiếp theo là mình cho cái này vô các bạn, là xong nha. Cái đơn giản quá. Rồi bây giờ mình đã xong các bạn, nhìn thấy cũng bắt mắt các bạn. Cái món này mình không sử dụng thịt nha các bạn, do là ban đêm các bạn ăn thịt nhiều cũng không có tốt các bạn ơi. Mình chỉ ăn nêm bằng nước tương nha. Rồi chỉ vậy thôi các bạn ơi. Giờ mời các bạn nha. Ớt này là ớt này mình ngâm nè các bạn. Ớt này là ớt hiểm nha. Vô.
Trời, hóng cái tường vô luôn. Ớt ngâm thì nó ít cay nha các bạn, dễ ăn lắm. Cải này các bạn, nó còn sống là nó hơi đắng nha, nó không ngon bằng cái cải cải trắng của mình, cải bắp trắng. Cái này mới cay. Hết luôn. Quá đã các bạn ơi, bây giờ mình tạm biệt các bạn nha. Chúc các buổi tối vui vẻ nha các bạn. Bye bye.